chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin trưa hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Suốt đêm ngày 24 đến sáng ngày 25 tháng 5, Hà Nội và một số nơi ở miền Bắc có mưa kéo dài. Lưu lượng mưa nhỏ nhưng kéo dài nên người dân đi đường phải mặc áo mưa. Một số cửa ngõ ở Hà Nội bị ùn tắc vào giờ cao điểm sáng nay. Các chuyên gia thời tiết dự báo, chiều nay ngày 25 tháng 5, mưa sẽ quay lại Hà Nội. Ở Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng tạnh ráo, Đông Nam Bộ vẫn nắng nóng nhưng đến chiều tối, nhiều nơi lại có mưa rào do hiệu ứng dông nhiệt. Còn theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 24 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, không đều, với ghi nhận của một số trạm khí tượng như sau: Tuân Lộ, Hòa Bình 177mm, Phú Sơn, Thanh Hóa 155mm, Thanh Mai, Nghệ An 88mm. Cơ quan này dự báo trong ngày và đêm ngày 25 tháng 5, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 80mm. Chiều tối và đêm ngày 25 tháng 5, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa trên 70mm. Một số chuyên gia khí tượng dự báo, thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ trưa nay nắng nóng 36 độ C như hôm qua, đến chiều hoặc tối sẽ có những cụm, ổ mây dông nhiệt hình thành, gây mưa rào cục bộ. Theo nhiều người, đặc điểm đáng lưu ý về thời tiết ở miền Bắc và miền Nam năm nay là thực tế không diễn biến đúng như dự báo. Cụ thể ở miền Nam, dự báo nửa cuối tháng 5 kết thúc nắng nóng, bước vào mùa mưa, nhưng thực tế vẫn có nắng nóng cục bộ. Còn ở miền Bắc và miền Trung theo dự báo có những đợt nắng nóng gay gắt. Nhưng nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung chỉ xuất hiện vào những ngày cuối tháng 4, liên tục lập các mốc kỷ lục. Từ đầu tháng 5 đến nay, cơ bản miền Bắc không có nắng nóng, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ của hầu hết các ngày không quá 32 đến 33 độ C, chỉ một số ngày nắng nóng nhẹ. Về đêm, nhiều người vẫn phải bật quạt gió và đắp chăn, nhiệt độ còn khoảng 23 độ C. Mặc dù đã sang mùa hè nhưng thời tiết ở miền Bắc vẫn dễ chịu như hồi cuối xuân hoặc như đã là mùa thu. Giải thích cho hiện tượng này, Phó giáo sư tiến sĩ Phan Văn Tân, khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sở dĩ thời tiết Hà Nội và miền Bắc mát mẻ gần như trong suốt tháng 5 là do có nhiều đợt mưa gây ra bởi sự xâm nhập của các sóng lạnh ở phía Bắc lục địa xuống miền Bắc nước ta, kết hợp với hoạt động của trường mây Meizu ở phía Bắc thường kéo dài từ Thái Lan qua miền Bắc Việt Nam sang Vân Nam và Quảng Tây, Trung Quốc, và giải hội tụ nhiệt đới đang trong quá trình đi lên phía Bắc từ miền Trung. Tổ hợp này đã giúp bầu trời miền Bắc với nhiều ngày nhiều mây, hoặc tạnh ráo nhưng không khí mát mẻ, về chiều và đêm có mưa. Một số chuyên gia khí tượng cho biết, trong tháng 5 năm nay, sóng lạnh yếu ở phía Bắc xuất hiện dày hơn mọi năm, tạo ra không khí mát. Khi không khí lạnh di chuyển xuống gặp giải hội tụ nhiệt đới đã gây những cơn mưa rào. Nhờ vậy năm nay, hạn hán ở miền Bắc không căng thẳng như năm ngoái. Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ nay đến ngày 31 tháng 5, miền Bắc vẫn có những trận mưa rào, nhiều nơi mưa to. Sáng ngày 25 tháng 5, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức về việc khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo, cán bộ công tác tại thị xã Cửa Lò. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Doãn Tiến Dũng, sinh năm 1964, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, Phan Công Đối, sinh năm 1977, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Cửa Lò, Nguyên trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Cửa Lò, Nguyễn Chí Nguyện, sinh năm 1971, Trưởng phòng Tư pháp, Nguyên trưởng Phòng Tài chính thị xã Cửa Lò, Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1962, Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cửa Lò và Hoàng Khắc Trường, sinh năm 1972, trú phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Trước đó, theo thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về những hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất, bố trí đất tái định cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường, đã tiến hành điều tra xác minh. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò đã tiếp nhận, xử lý 53 hồ sơ đề nghị thu hồi đất, bố trí tái định cư của công dân để thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã. Trong quá trình thực hiện, những người liên quan đã có nhiều hành vi vi phạm, có dấu hiệu của tội phạm,
cụ thể như thu hồi đất khi không đủ căn cứ theo quy định của luật đất đai. Trong công tác bồi thường, thực hiện không đúng trình tự, thủ tục quy định, bố trí đất tái định cư không đúng đối tượng, vượt hạn mức, xác định giá đất tái định cư thấp hơn so với quy định. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo, những tập thể cá nhân có liên quan đến vụ việc sai phạm tại Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, tự giác đến trình báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tối ngày 24 tháng 5, liên quan vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính 11 trên 14 nạn nhân tử vong. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, đã làm rõ danh tính, thông tin nam sinh và quê quán của 11 trên 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính. Ba nạn nhân còn lại đang chờ xét nghiệm ADN để phân biệt. Cụ thể tại nhà tang lễ Cầu Giấy, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy có 10 thi thể nạn nhân. Trong đó 4 nạn nhân được chuyển về quê mai táng gồm vợ chồng anh Dê, sinh năm 1998, ở tỉnh Hải Dương và chị H, sinh năm 1998, chị M, sinh năm 1995, ở Thái Bình, anh K, sinh năm 1998, ở Hưng Yên, anh H, sinh năm 1997, chị TH, sinh năm 1997, cùng ở Hà Tĩnh, đang chờ gia đình đến nhận diện. Các nạn nhân còn lại dự kiến sẽ được khâm liệm và làm tang lễ ở Hà Nội. Tại nhà tang lễ Bệnh viện 198, có 4 thi thể nạn nhân được lưu giữ. Trong đó, 2 nạn nhân đã được gia đình đến làm thủ tục đưa về mai táng là chị L, sinh năm 1999 và chị O, sinh năm 1996, cùng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Còn 3 nạn nhân tử vong, 1 trường hợp ở nhà tang lễ Cầu Giấy, 2 trường hợp ở nhà tang lễ Bệnh viện 198, chưa xác định được danh tính cụ thể. Bước đầu xác định 3 nạn nhân này gồm anh T, sinh năm 1987, ở Bắc Cạn, anh LTT, sinh năm 2000, ở Hưng Yên, anh L, sinh năm 2000, ở Lào Cai. 6 người bị thương trong vụ cháy gồm 3 mẹ con chị T, 2 con là HD và MA, đang điều trị tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. 3 trường hợp chuyển từ Bệnh viện Giao thông Vận tải đến Bệnh viện Bạch Mai là bà K, 84 tuổi, vợ chồng anh K và chị X. Tối ngày 24 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra làm rõ. Theo đó, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39, 39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, C03 ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với 9 bị can, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, gồm Lê Quang Thung, cựu Tổng Giám đốc, cựu quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn, Huỳnh Trung Trực, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Phạm Văn Thành, cựu Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Nguyễn Thị Gái, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai, Nguyễn Công Tài, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Bà Rịa, Nguyễn Trọng Cảnh, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa, Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tổng hợp Việt Tín, Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Tín, Nguyễn Thành Châu, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Đồng Nai. Cùng ngày, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vụ 5 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Ngày 25 tháng 5,
Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn. Trước đó, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 29 tháng 4, anh C, sinh năm 2001, ngụ quận 7, điều khiển xe máy biển số 59C282930 trên đường Võ Chí Công, hướng cầu Phú Hữu về vòng xoay liên phường thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi anh này đi đến địa chỉ không số gần trụ điện 23, đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra tai nạn với phương tiện cùng chiều, đường một chiều và chưa xác định được rõ loại phương tiện. Vụ việc khiến cho anh C tử vong tại hiện trường. Xe máy của anh C cũng bốc cháy. Riêng xe liên quan đến tai nạn rời khỏi hiện trường. Công an đề nghị ai là nhân chứng, chứng kiến hoặc người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ có liên quan đến vụ tai nạn trên đến cơ quan công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp làm rõ.